Sáng ngày 11 tháng 6, Chi cục thuế khu vực Tuyên Hóa - Minh Hóa tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế lần thứ nhất năm 2024. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh trên địa bàn hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa được nghe phổ biến một số vấn đề về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, một số chính sách pháp luật thuế nổi bật năm 2024 và dự kiến ban hành trong thời gian tới, một số nội dung về chế độ kế toán hộ kinh doanh. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ, chính sách về thuế, đồng thời có những ý kiến, đề xuất liên quan đến hóa đơn điện tử, sổ sách của hộ kinh doanh, nộp thuế theo phương pháp kê khai, thứ tự các bước nộp thuế. Những ý kiến này đã được cán bộ thuộc các phòng chuyên môn của Chi cục thuế Tuyên Hóa, Minh Hóa giải đáp trực tiếp ngay tại hội nghị. Thông qua đối thoại nhằm giúp cho Chi cục thuế khu vực Tuyên Hóa, Minh Hóa kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý trong quy trình thực hiện thu thuế, khai thuế, nộp thuế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, chính sách về thuế, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung trên địa bàn hai huyện.